Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về sản phẩm Men Vi Sinh Optibat. Ở Việt Nam thì Men Vi Sinh Optibat rất là phổ biến, mọi người dùng và đều đánh giá kết quả rất là tốt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các sản phẩm của Optibat có trên thị trường, tức là có trên thị trường ở thế giới chứ không phải là ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì do cái việc nhập khẩu về bán thì mọi người sẽ chọn lọc những sản phẩm nào phổ biến nhất. Còn ở nước ngoài thì Optibat có rất nhiều các cái sản phẩm, công dụng của nó sẽ chuyên biệt hơn. Ví dụ chúng ta ở đây thấy sẽ có 13 sản phẩm Optibat. Đây là những sản phẩm Optibat có trên website chính thức của hãng Optibat. Chúng ta sẽ tìm hiểu sơ bộ về từng sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về Optibat for Everyday. Chúng ta nhìn hình ảnh là chúng ta sẽ biết cái công dụng của sản phẩm for Everyday, tức là chúng ta sẽ uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Và đây là thành phần của Optibat hàng ngày. Chúng ta nhìn trên hộp sản phẩm, chúng ta sẽ thấy là Optibat có 5 tỷ vi khuẩn. Đấy. Tiếp theo là Optibat for Everyday Extra, nghĩa là cái số lượng vi khuẩn so với sản phẩm Everyday vừa rồi ấy thì là 5 tỷ, thì cái extra này sẽ là 20 tỷ vi khuẩn. Chúng ta nhìn thấy extra với số lượng 20 tỷ vi khuẩn sống. Tiếp theo là cũng là dòng Everyday nhưng mà có chữ mắc, nghĩa là số lượng vi khuẩn rất là lớn. Chúng ta thấy có ghi 50 tỷ vi khuẩn sống. Tiếp theo là Optibat for Daily Immunity, tức là uống hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch. Ở đây ngoài thành phần vi khuẩn ra thì chúng ta sẽ có thêm vitamin C về men vi sinh màu tím. Ở đây là ghi for women, nghĩa là dành riêng cho phụ nữ để cân bằng cái hệ vi sinh âm đạo. Và cái thành phần có 2,3 tỷ vi khuẩn sống, bao gồm Lactobacillus GR1 và Lactobacillus RC14. Theo là sản phẩm Optibat dành cho bé nhỏ, trẻ sơ sinh hay là bé còn ít tuổi, từ 0 đến 3 tuổi, nhỏ giọt. Thành phần men vi sinh là Bifidobacterium. Và đây là dòng dành cho trẻ em với 3 chủng vi khuẩn. Tiếp theo là sản phẩm One Week Flat, là dành cho những trường hợp đầy hơi, chướng bụng, rối loạn tiêu hóa thì nên dùng sản phẩm này. Nó sẽ rất là hỗ trợ rất là nhanh. Đây là chủng vi khuẩn. Tiếp theo là Optibat kháng sinh, dành cho những trường hợp mà đang dùng thuốc kháng sinh thì nên dùng kết hợp với loại men vi sinh này. Optibat dùng cho những trường hợp bị táo bón, bởi vì trong thành phần của nó sẽ ngoài men vi sinh ra thì còn bổ sung thêm cái chất xơ hàm lượng cao để giúp giữ nước ở trong phân tốt hơn. Optibat đỏ để bổ sung không phải vi khuẩn các bạn nhé, mà là nấm men Saccharomyces. Optibat vàng dành cho những người có xu hướng là đi du lịch, đặc biệt là đi du lịch vào mùa hè thì cái việc mà rối loạn tiêu hóa nó rất là dễ. Thì những ai mà hệ tiêu hóa không ổn định thì nên
kèm theo cái dùng Optipass du lịch này. Optipass dành cho những người bị mỡ máu cao. Mỡ máu ở đây là mỡ máu cholesterol các bạn nhé. Ngoài nó sẽ có 30 viên nang, trong một hộp này sẽ có 30 viên nang cứng chứa dòng vi khuẩn hỗ trợ giúp làm giảm cái lượng tạo cholesterol, và đồng thời có chứa omega 3 để hỗ trợ làm giảm cholesterol trong máu tốt hơn. Đấy. Như vậy là mình vừa trình bày về các cái sản phẩm của dòng sản phẩm của Optipass. Thì